Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip thao của mình ấy. Đọc qua từ đề thì clip thao ngày hôm nay thì mình sẽ đi nhận tiền từ YouTube. Thì đây cũng không phải là cái video clip đầu tiên ấy, mình quay mình giới thiệu mình nhận tiền, mình cũng quay được một vài cái rồi. Thì cái kênh YouTube của mình ấy là Được Bật Kiếm Tiền, thì là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ấy mình làm clip, mình làm video, mình đăng lên trên kênh cho mọi người xem ấy. Thì có nghĩa là mọi người hàng ngày mọi người xem video ủng hộ mình, mọi người xem quảng cáo trên video ủng hộ mình ấy càng nhiều thì có nghĩa là hàng tháng phía bên YouTube ấy người ta sẽ trả cho mình cái phần doanh thu được nhiều hơn. Thì dĩ nhiên một điều rằng ấy là cái kênh YouTube của mình hàng tháng mình kiếm được doanh thu, mình kiếm được cái phần thu nhập đây là nhờ tất cả mọi người đã xem video của mình. Thì ngày 20 hàng tháng ấy, nếu mà cái kênh YouTube của mình mà đủ chỉ tiêu, đủ doanh thu ấy mà YouTube người ta đề ra thì mình sẽ nhận được tiền nhá. Thì ngày hôm qua là ngày 22 thì là YouTube người ta cũng gửi tiền cho mình. Thì bảo cho mọi người xem cái mail đây, người ta thông báo đây: kiểm tra thanh toán gần đây của bạn, chúng tôi đã gửi thanh toán Adsense này, for YouTube Pub này là cái số tài khoản này, thu nhập của bạn vào ngày 22 tháng 5. Bởi là ngày hôm qua là ngày chủ nhật nên là mình vẫn chưa nhận được tiền. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 rồi, là ngày thứ hai đầu tuần ấy thì YouTube người ta cũng gửi cho mình được tiền rồi, thì mình vừa mới nhận được tiền đấy thì mình cũng quay luôn video cho mọi người xem đây. Bây giờ mình sẽ mở kênh YouTube của mình cho mọi người xem là cái doanh thu tháng này mình nhận được bao nhiêu tiền nhá. Thì đây chính là kênh YouTube của mình đây. Kênh YouTube của mình thời điểm hiện tại đang được là 57.583 người đăng ký. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem phần doanh thu nhá. Doanh thu của mình tháng này nhận được ấy là doanh thu của tháng 4. Doanh thu đây. Doanh thu tháng 4 mình kiếm được tổng cộng là 5 man này, 4 sen 162 yên. Thì cái số tiền là 5 man 4 sen 162 yên đấy, tính ra theo tỷ giá tiền hiện tại thì được tổng cộng 10 triệu, hơn 10 triệu một chút, mình gọi vị trí là 10 triệu đi. Thì nên là cái số tiền này là số tiền mọi người, không phải mọi người trực tiếp mọi người ủng hộ mình, mọi người cho mình, mà mọi người do mọi người gián tiếp ấy, mọi người xem video của mình ấy, mọi người xem quảng cáo trên video của mình ấy, thì phía bên YouTube ấy người ta trả cho mình cái tiền này ấy là coi như kiểu là cái tiền công, là mình bỏ công sức mình đi quay video mình làm cho mọi người xem. Và tổng tháng vừa rồi ấy, là lượt xem trên kênh của mình được là 679.000 lượt xem, nói chung là được gần 800.000 đấy. Thì cái lượt xem này ấy có cả những cái người mà đã đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình rồi, mọi người đang xem video đây là mọi người đăng ký ủng hộ mình rồi, có cả những cái người mà còn chưa đăng ký kênh ủng hộ mình ấy, nhưng mọi người nhìn được video của mình, mọi người xem video của mình, thế là mình cũng kiếm được phần doanh thu nhá. Thì tất cả mọi người đang xem cái video này ấy, nếu mọi người thấy yêu quý ấy, và thích cái video của mình ấy, muốn ủng hộ mình ấy, thì mọi người có thể lên trên YouTube, mọi người gõ tìm kiếm là Đức Thư Vlogs để ra cái kênh YouTube của mình, thì mọi người có thể là ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh, và có thể là mọi người xem video ủng hộ mình trên kênh YouTube đấy để mình có thể là kiếm thêm được phần doanh thu. Cái phần doanh thu của mình hàng tháng mình kiếm được trên kênh YouTube đấy thì một phần mình bỏ ra để mình chi tiêu sinh hoạt ăn uống hàng ngày, và cũng một phần mình còn thừa lại ấy, thì mình bỏ ra để mình đầu tư, mình tiếp tục mình làm video, mình đi đây đi đó, mình quay cái này cái kia ấy, mình review cho mọi người xem. Bởi vì là mình làm video đấy thì mình cũng phải bỏ rất nhiều công sức, mình cũng phải bỏ tiền bạc ra mình làm video cho mọi người xem, chứ không phải là mình làm miễn phí, không phải là mình ngồi ở nhà mình có video hay là mình kiếm được tiền đâu. Một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ video của mình trong suốt quãng thời gian qua. Tuy là lượt xem của mình không được nhiều cho lắm ấy, nhiều lúc cũng lạm định bỏ cuộc, nhưng mà vẫn cố gắng làm video ấy. Bởi vì cái mục đích của mình là cũng hy vọng là trong tương lai tới là cái kênh YouTube của mình ấy là sẽ đạt được số lượng người là 100.000 người đăng ký. Thời điểm hiện tại thì cũng được độ gần 60.000 người rồi, thiếu khoảng độ hơn 40.000 người nữa. Bởi vì cái con số là hơn 40.000 người ấy cũng khá là lớn, nên là mình nghĩ mất khoảng một thời gian dài nữa nếu mà mình vẫn còn kiên trì mình làm được. Hiện tại thì mình đang để trên màn hình đây ấy, là tổng cái số tiền mình nhận được đây. Mình đang mở phần mềm ra nhé. Tổng số tiền mình nhận được ngày hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2022 này, được là 5.141 yên. Thì hàng tháng mình nhận được doanh thu ấy thì là phía bên YouTube đấy người ta sẽ trừ đi một khoảng một phần thuế nữa, tổng khoảng độ một tháng thì mất tổng độ vài trăm nghìn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi nhận tiền cùng với mình nhá. Nói chung là tổng số tiền mình nhận được ấy thì mình sẽ bỏ một chút ra, mình đi mua một cái gì đó, đồ ăn đồ uống gì đó, mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Mình thì mình cũng vừa mới ra đến ngoài đường to nhá. Phía bên kia là siêu thị Ưa Mà Chữ, là cái siêu thị mình hay đi quay video đồ người xem đấy. Bên đây có chỗ để rút tiền đây. Trong đây có 2 cây ATM, sẽ vào đây rút tiền nhá. Thì đây chính là cái thẻ ngân hàng của mình nhá. Cái thẻ này thì hàng tháng ấy thì mình chỉ dùng để nhận tiền YouTube thôi. Tháng trước mình vẫn còn thừa mấy tiền đấy, nên là tháng này tiện thẻ mình rút luôn. Trong tài khoản của mình tổng cộng còn 6 man 5 sen yên này, mình rút cả luôn nhá. Thẻ đây, đây là thành quả YouTube của một tháng đây mọi người nhá, tiền đây. Vừa thì mình cũng mới rút tiền xong đấy, bây giờ mình sẽ ngồi lại đây mình check lại lần nữa này, xem chuẩn không này. Tổng cộng ngày hôm nay mình rút là 6 man 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 1, 2, 3, 4, 5 6 man 5 sen. Nhưng mà thực ra thì tháng này chỉ nhận được quá 5 man mốt thôi. Còn lại 1 man 4 là của tháng trước nhá. 1, 2, 3, 4, 5 này, cộng thêm 1 sen nữa. Thì đây chính là cái số tiền tháng này mình nhận được đây. Thì mình một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và xem video ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian qua. Và chung là nhờ có mọi người ấy, thì mình mới có được số tiền này nhá. Bây giờ ấy, thì mình sẽ dùng chính số tiền này dẫn mọi người đi đến một cái quán ăn ở chỗ gần khu mình đang sinh sống nhá. Cái quán đây là quán Ginzako, gọi là cái món Takoyaki ấy, quán bạch tuộc nhá, bạch tuộc nướng. Thời điểm hiện tại mình đang đi đây là cái lúc 5 rưỡi, 6 giờ kém nhá. Tầm chiều thì người dân người ta đi làm về này, xe rất là đông đây. Phía bên tay phải mình đang quay thì có một cái quán McDonald's ấy, lần trước mình cũng đã review cho người xem rồi. Cái quán ngày hôm nay mình sẽ vào ấy, nó ở phía bên tay trái của mình đây, là quán Ginzako nhá. Đây là phía bên trong quán này, mình sẽ đi theo hướng này nhá. Đây menu của quán này, bên trong này cũng có bán cả ramen luôn này. Bán dạng mì xào. Đây là cái chỗ làm món này nhá, mọi người nhá, Ginzako. Bao nhiêu người xem đây, đây là cái món thành phẩm này, sau khi làm xong đây. Đây người đang làm rồi nhá. Đấy, người ta đổ một lớp bột, sau đó người ta sẽ cho thêm các cái nhân, các cái gia vị ở bên trong đấy. Đấy. Quay cho người xem này. Ginzako hay người ta gọi là món Takoyaki ấy, bạch tuộc. Đây người ta đang cho bạch tuộc vào đây, bạch tuộc vào trong từng cái một nhá. Cho nhân, cho bạch tuộc, người ta sẽ phủ thêm một lớp bột nữa lên. Sau là sau tập một lúc ấy, người ta quay lại ấy, thì sẽ ra được cái hình tròn thế này. Đây, nhìn rất là ngon. Một bịch này được 3 này, 8 cái, một bịch được 8 cái mọi người nhá. Mình sẽ vào đây mình đặt đây. Nói chung là cũng rất nhiều người đi ăn luôn đấy. Đấy. Bên trong có 6 nhân viên. Qua nhà mọi người xem này, tổng cộng là có 4 đồ nhá. Cô đây Hitochu, ở đây sao sẽ Nomimono, ăn được Nomimono Coca-Cola. Coca-Cola no M và L gozaimasu ka? Size M. M. Hay. Hay. Tổng cộng là hết 692 yên. Hay. 1000. Đồ vừa mình mới đặt xong này, mình vừa mới lấy xong, mình sẽ ngồi đây mình ăn này. Quay cho mọi người xem cái set tộ mình vừa đặt nhá. Tổng cộng là 692 yên này, tính ra tiền Việt Nam khoảng độ 130.000 trên một set này nhá. Mình đặt một cốc Coca này. Bên đây là gia vị nhá, gia vị thì gồm một gói soju nước sốt này. Bên đây là gói củ cải, củ cái bào, củ cải xay. Và đây là cái món chính này, món Ginzako Takoyaki đây. Cái món này thì lúc nãy mình cũng quay cho mọi người xem cách làm rồi. Chỉ trên đây người ta có phủ một lớp hành sống này, đây là lớp rong biển này, thêm một ít bột ớt. Trước hết là gói nước sốt, một gói nước sốt rất là nhiều. Nước sốt. Tiếp theo đây là món củ cải bào, củ cải sống ấy, nhưng mà do mình không ăn được củ cải sống ấy nên là mình sẽ không ăn cái này, mình sẽ chấm với nước này không thôi. Tầm này cũng đang là tầm chiều, mình cũng đang đói. Được cái món này là ok rồi, ấm bụng rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Đây quay cho mọi người xem này, tận cảnh nhá, tận mắt nhá. Đấy. Ginzako Takoyaki. Một menu riêng này. Thì ở đây ấy, cái món này ăn ấy, thì cái cách ăn của mình ấy là mình sẽ mở một cái lỗ ra. Mở cái lỗ xong đó mình sẽ nhét cái hành vào nhá. Nhét hành vào này. Đấy. Một ít rau biển khô. Sau đấy thì mình sẽ cầm cả nguyên cái bánh này, mình sẽ dúng lên này. Đấy. Mời mọi người nhá. Đỏ lắm rồi. Mình nêu cảm nhận cho mọi người luôn cái bánh này. Mình ăn lần này là thứ 3 rồi. Cái lớp vỏ ngoài của bánh thì ăn còn giòn. Ăn vào đến phần giữa ấy, thì bắt đầu là nó có kiểu mềm mềm ấy, kiểu bên trong nó chưa chín hẳn đâu, nó kiểu dạng dẻo dẻo thôi. Tiếp theo ăn vào lớp bên trong là cái lớp bạch tuộc thì nó kiểu dạng giòn giòn sần sần, ăn thơm. Bên trong còn của vài cái gia vị nữa, mình cũng không rõ là cái gì, thì lát nữa mình sẽ mở ra quay cho mọi người xem luôn. Nói chung là ăn món này khá ok mọi người. Ăn một set tổng khoảng 8 cái này là non nhé. Đây, mình sẽ tách ra cho mọi người xem đây. Bên trong mình cũng không biết rõ là những cái nhân gì, còn có hành rồi là mấy cái gia vị gì nữa đấy. Nói chung là ăn ngon. đây coi như kiểu là đi ăn mừng những cái YouTube đấy. Thì nói về cái kênh YouTube của mình ấy, thì đến thời điểm hiện tại thì là cái người đăng ký thì gọi là hàng ngày thì vẫn lên, một ngày thì thêm được khoảng vài chục người đăng ký, nhưng mà thực ra cái con số nó là rất là nhỏ, vài chục người thì đối với những cái người mà mới làm video ấy thì nó rất là lớn. Đối với mình thì là một cái người làm lâu rồi, nhưng mà kênh ở đây như thế thì mình cũng làm hơi chậm đấy, bởi vì là mình cũng mong nó sớm sớm được cái 100.000 người đăng ký ấy, mình cũng mong cho sớm được thôi. Thì tất cả là kênh của mình có lên được hay không, có được nhiều người đăng ký không ấy là do mọi người đăng ký ủng hộ mình, mọi người yêu quý, mọi người xem, mọi người ủng hộ mình luôn. Vì cũng có nhiều người xem ấy thì mọi người cũng chỉ xem xong một lần, một hai vài lần đấy là mọi người cũng chẳng xem nữa, hoặc là mọi người cũng có thể là vẫn đang xem cái video của mình ấy, nhưng mọi người không hề đăng ký kênh, kiểu là mọi người cứ thấy video hiện đây thì mọi người xem thôi chứ mọi người không đăng ký kênh. Thì bên cạnh kênh YouTube của mình ấy là có một cái nút đăng ký, thì mọi người ấn vào đó ấy là có thể đăng ký kênh của mình. Mỗi khi mình đăng video ấy thì là mọi người có thể biết được là cái video mình vừa đăng lên thì mọi người biết là mọi người xem ấy. Vì mình làm YouTube đến thời điểm hiện tại là được hơn 3 năm, cái kênh hiện tại mình đang làm cho mọi người đây cũng được hơn 2 năm rồi. Mình cũng mong là đến khi mình về nước ấy, đến khi mình về Việt Nam, mình không biết bao giờ mình sẽ về Việt Nam, nhưng mà mình hy vọng là mình vẫn còn làm YouTube, mình vẫn còn cố gắng để làm YouTube được, vẫn được mọi người xem ủng hộ. Và đến khi về Việt Nam ấy thì mình sẽ đạt được số người là 100.000 người đăng ký ấy. Thực sự là một con số rất là lớn, rất là to, rất là khó, nhưng mà mình vẫn hy vọng là tương lai sẽ được mọi người đăng ký ủng hộ nhiều hơn. Hầu như là mình thấy bên Nhật đấy, những cái món hành này người ta rất hay ăn sống này, trong các cái món mì ramen hoặc là các cái đồ ăn thường ngày ấy, rất là ăn sống luôn. Tuy là ăn sống ấy nhưng mà nó không hề hăng hay là nó hắc gì cả, ăn nó vị bình thường, ăn kèm với những cái đồ này là ngon. Mình làm cái video đi nhận tiền YouTube này không phải là mình để mình khoe là mình làm được ra tương đối tiền, không phải là mình khoe đâu. Bởi vì thường là hầu như những cái người làm YouTube đấy, mọi người ít khi mọi người công bố doanh thu lắm, bởi vì là doanh thu của nhiều người ấy, có người được ít, có người được nhiều, mọi người không muốn lộ ra. Thì đây cũng mình làm video đây cũng là một cái chủ đề ấy, bởi vì nhiều lúc mình cũng cạn ý tưởng, mình không có video, không có ý tưởng để làm video ấy. Thì đây cũng là một cái ý tưởng mà mình đi quay, vừa là cho mọi người biết là cái doanh thu mình, thu nhập mình kiếm được, và cũng là một cái là mình để mình làm video, mình có video mình đăng lên cho mọi người xem. Bởi vì mình làm được ra đồng tiền này, mọi người xem ủng hộ mình thì nó cũng là cái công sức của mình, cũng phải bỏ ra công sức ra, chứ không phải là mình tự nhiên là ngồi chơi mà còn rung đùi có tiền được. Cái số tiền này ấy, đối với những người có điều kiện kinh tế, đối với những người có tiền ấy thì nó chỉ là một con số nhỏ thôi, nhưng đối với bản thân mình thì nó là cả một cái thành quả của mình, cả một cái cố gắng của mình làm ra. Đối với những người khác ấy, đi làm về thì mọi người có thể là chơi game, mọi người nghe điện thoại, nhưng với bản thân mình thì là mình gắn bó với công việc này được 3 năm nay rồi, 3 năm từ lúc mình sang Nhật là mình làm nhé. Mặc dù là khoảng 1 năm đầu mình làm không có người xem, mình làm không ra tiền, nhưng mình vẫn cố gắng, mà để cố gắng đến tận bây giờ là mình đã được nhiều người biết đến, nhiều người đăng ký, nhiều người sẽ ủng hộ, và mình đã có doanh thu, mình đã có tiền rồi. Tuy là cái số tiền mình kiếm ra thì nó không được nhiều như những người khác. Thời điểm hiện tại thì những người làm YouTube ở Việt Nam ấy, có nhiều người kiếm một tháng khoảng độ vài chục triệu, một tháng kiếm được 100-200 triệu, rất nhiều người luôn, mình không nói điêu. Mình thì cũng vừa mới ăn uống xong, mình cũng ra ngoài đây. Thời điểm hiện tại đang quay bây giờ đang là hơn 6 giờ tối nhá, hơn 6 giờ tối thì trời cũng đang tối dần đây. Ngoài đường phương tiện lưu thông rất là nhiều, bởi vì là hôm nay là ngày đầu tuần mình vẫn được nghỉ, ngày mai mình đi làm ấy, nên mình cũng đang đi vào cái siêu thị mà mình mua một chút đồ ăn đây. Thì mình cũng vừa mới đi chợ mua được ít đồ về đây. Tủ lạnh mình nguyên mua cá này, mua thịt các thứ đầy tủ luôn. Đây là cái bữa ăn tối của mình nhá. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý và thích ấy, đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.